Thế hai bác xem cái này là bác mua hay con bác tặng nhỉ? Con tặng. À con xem YouTube à? Là bên nước ngoài. À gọi về xong rồi mua tặng bố mẹ. À, đây là con tặng bố mẹ rất là tuyệt vời. Cảm ơn con gái con trai. À cảm ơn cô bé gái ở bên nước ngoài nhá. Rất tuyệt vời. Vâng, xin chào các bác và anh em nhá. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng em lại lên đường lên Thuận Thành Bắc Ninh, chính xác là ở Ninh Xá, Thuận Thành Bắc Ninh, để lắp cho bác Quyết, bác Hoa bộ karaoke G4K mic 321 và chip tải X22. Phải nói là một cặp ba hoàn hảo, phối ghép rất là ok, được ưa chuộng nhất trong cái thời gian vừa qua. Nói chung là trong năm nay rất là được ưa chuộng. Loa có G4000 thì có một dáng đứng rất là đẹp, full bóng HD, cho ra nhiều đường tiếng, mềm, sâu, uy lực. Hiện giờ em đang tới nhà bác Quyết Hoa. Bác Quyết Hoa ở Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh nhé. Đây là trước cửa nhà bác, rất là rộng rãi, đẹp. Nào, hàng thì chúng em đã hạ xong rồi. Thì bây giờ cùng vào trong để set up bộ âm thanh này như nào các bác nhé. Đây rồi, đây là ngõ vào nhà bác, nó hơi nhỏ nhưng mà vẫn cho lùi xe vào bốc hàng xuống được. Và bây giờ để xe ra ngoài kia để bây giờ vào set up bộ âm thanh. Các bác cùng anh em theo dõi chúng em nhé, và thưởng thức cái chất âm của dàn loa G4000 mang lại nhé. Đây, gần vào nhà bác đây rồi. À, bác đã bê hộ đồ vào trong rồi. Tuy ngõ bé nhưng vào trong thì rất là rộng rãi. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi to ở đó, rất to đấy. À, xa. Quá to. Nào, cùng vào trong nhà để set up các bác nhé. Đây, sau đây chúng em sẽ set up bộ âm thanh ở chỗ kia. Vâng ạ. Bức tranh kia. Anh chàng chơi điện tử à? Để lên trên hay để chỗ nào bác nhỉ? Đấy thì sao cháu thích cái này nó cao quá nhỉ? Theo đấy. Theo cháu thì để hai bên lọ hoa này. Hả? Theo cháu thì để hai bên đất này. Ừ, đấy. Vì hoa nó cao để trên là trong cho nó chướng. Vâng. Để thì nó vẫn được nhưng mà tùy, nếu mình thích mình để đâu, nói chung để đâu cũng hợp lý. Nếu mình thích để chỗ nào mình để thôi. Có lúc nào em giận anh không? Để thương xuống chẳng hay em giận. Chỉ xa nhau tin mãi bạn lòng, giận chẳng còn mà thương dòng lại thêm. Vâng, cái điều khiển nó từ xa đấy. Với hai bác xem cái này là bác mua hay con bác tặng nhỉ? Con tặng. À con xem YouTube à? Bên Nhật nó xem. À là bên nước ngoài. À gọi về xong rồi mua tặng bố mẹ. À thế bác này bao tuổi nhỉ? Năm nay thế con chắc kể các ba mấy rồi nhỉ? Ba.
con tặng bố mẹ rất là tuyệt vời. Cảm ơn con gái con trai. À, cảm ơn cô bé gái ở bên nước ngoài nhá. Rất tuyệt vời. Thế sau khi đem về thì bác đã hài lòng chưa? Vâng. Gia đình thấy ok chưa ạ? Sau thời gian thì sẽ hiểu từ từ chứ mới cũng bỡ ngỡ cũng chưa ấy đâu. Nhưng mà ra ngoài kia nghe là thấy cũng ok lắm. Thôi thay mặt anh em công ty chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Xong bác rồi.